Con đường đi bằng tầng hầm này nó sẽ giúp cho Tổng thống đến và rời khỏi khách sạn yên lặng và an toàn hơn. Văn phòng Tổng thống Nga yêu cầu là 2 tầng, là tầng 6 và tầng 7, và riêng bác Putin là toàn bộ tầng 7. Tôi cũng rất là lo lắng lắm, liệu mình có làm cái gì sơ sẩy hay không. Hành động của nhân viên mà nó bất thường, có thể là chúng ta rút điện thoại làm bất cứ vấn đề thì cũng có thể xảy ra gây nguy hại đến tính mạng. Trước khi diễn ra APEC khoảng 3 tháng thì chúng tôi có nhận được cái request của bên văn phòng Tổng thống Nga sang Việt Nam để đi khảo sát một số khách sạn. Chính tôi đã là người đi dẫn họ đi xem tất cả các phòng trên cái tầng đặc biệt đó và các khu dịch vụ. Và sau đó 3 tháng sau thì chúng tôi nhận được yêu cầu Tổng thống Putin đã chọn Hilton Hà Nội Opera là nơi official visit tại Việt Nam trong thời gian hội nghị APEC. Trước đó khoảng 1 tuần ấy, lực lượng quân đội sẽ thực hiện công tác dò bom mìn, họ dò xung quanh khách sạn, tất cả những cái địa phận giáp danh với khách sạn. Nếu như mà tình hình an ninh ổn định, không có vấn đề gì bất trắc xảy ra thì từ đó họ sẽ bàn giao lại cho lực lượng cảnh sát của Việt Nam. Khu vực từ cửa khách sạn đổ vào thì người ta giao cho bên K10, đó là cục cảnh vệ. Còn phía an ninh của Nga đã yêu cầu phối hợp với các tòa nhà xung quanh khách sạn, cụ thể là tòa nhà 63 Lý Thái Tổ và cao đẳng nghệ thuật ở Hai Bà Trưng, cộng với tòa nhà 3B Đặng Thái Thân. Ba tòa nhà này đã tạo thành một cái tam giác, là ba lối chính có thể nhìn và quan sát vào khách sạn. Mỗi một tòa nhà là ít nhất phải là khoảng 12 người túc trực xuống bấn điện, rất là nhiều. Và cái điều quan trọng nhất của họ là hệ thống điều hòa của khách sạn. Họ đã yêu cầu chúng tôi là phải thay đổi hệ thống lọc ở trong các cái ống điều hòa dẫn tới các phòng để làm sao có cái được khí tươi tốt nhất vào trong phòng. Thì theo yêu cầu của bác sĩ thì chúng tôi luôn để ở cái mức là 25 độ C. Và từ lúc kể cả tắt đèn hay là bật đèn cũng vẫn phải để với nhiệt độ như đó, bởi vì cái nhiệt độ đó để thích nghi tất cả các nhiệt độ mà Tổng thống đã ở bên Nga. Bình thường thì tầng hầm này là nhà để xe của khách sạn, dành cho toàn bộ khách đến khách sạn cũng như là nhân viên của khách sạn. Nhưng khi trong thời gian mà Tổng thống ở tại khách sạn thì tầng hầm này đã hoàn toàn dành cho xe của Tổng thống cũng như là lối ra lối vào của Tổng thống. Thì cửa luôn luôn được giữ đóng. Và từ hầm xe này thì sẽ có lối đi nội bộ. Và từ lối đi nội bộ đấy thì nhân viên an ninh của chúng tôi sẽ hướng dẫn để Tổng thống có thể đi vào thang máy và lên trên tầng 7, nơi ông lưu trú. Trong thời gian ở khách sạn thì khách sạn làm đúng quy trình, vẫn thay ga các thứ và sẽ có một an ninh Nga và an ninh Việt Nam đi cùng. Mình làm cái gì họ cũng sẽ đi theo cùng với mình. Mình cũng rất là vinh dự mở cửa cho bác hai lần thì lúc đó cũng hơi run. Mình cũng hơi căng thẳng một chút, mình có thể cử động sai một cái. Thì theo nghiệp vụ thì họ có thể ra một cái hành động gì đó ảnh hưởng đến mình. Ví dụ Tổng thống ra mà tôi định giơ tay tôi bắt thì chắc chắn là tôi sẽ bị một cái đánh vào tay. Đấy là cái nguyên tắc. Hệ thống camera giám sát của khách sạn gồm 100 chiếc camera. Ở tại hệ thống camera người ta có thể trang bị cái vũ khí mà có thể ảnh hưởng đến chính khách. Chính vì vậy mà đoàn Nga đã yêu cầu khách sạn là tháo bỏ toàn bộ các hệ thống camera. Nhưng chúng tôi đồng ý cho bên an ninh Nga là mỗi một lần mà khi mà Tổng thống đến và rời khách sạn thì nhân viên an ninh của chúng tôi sẽ là người trực tiếp dùng đồ để che lại hệ thống camera vị trí mà Tổng thống đến và rời khách sạn, cho đến khi mà Tổng thống rời khỏi cái khu vực giám sát của camera của khách sạn thì chúng tôi lại bỏ ra để cho camera hoạt động bình thường. Với các nguyên thủ quốc gia, người ta đi sang bao giờ người ta cũng có cái thực phẩm của người ta. Nhưng cái lần mà nguyên thủ Putin sang lần này thì cũng có sử dụng thức ăn của tại nhà hàng Việt Nam. Bác cũng có chọn món tôm nấu đồ ăn Việt Nam của mình. Khi bác xuống dưới nhà hàng thì bác rất vui vẻ, cười tươi với cả toàn bộ nhân viên. Bác vào một cái bàn nhất định của nhà hàng và bác ngồi thôi. Trên bàn ăn mình cũng vẫn set up cả đũa, tự vì món ăn là món ăn Việt Nam. Bác dùng đũa để bác ăn bình thường. Thì lúc đầu tôi cũng rất là lo lắng lắm. Mình set up cũng không được mà như là người ta mong muốn hay không. Những cái đấy tôi lo lắm. Thế nhưng mà không xảy ra một cái vấn đề gì. Khi đoàn Nga check out, cả cái sảnh là rất là đông như một cái ga tàu. Đấy là bức ảnh mình có thể gọi là lịch sử. Một chính khách chụp với toàn bộ nhân viên phục vụ chứ không chụp với cả ban giám đốc khách sạn. Hội nghị APEC 2016 là lần đầu tiên Việt Nam mình đứng ra đăng cai tổ chức. Và nó đã thành công rất là tốt đẹp.
Đặc biệt là cái vấn đề an ninh đã chúng ta đã làm rất là tốt, rất là tốt. Năm 2006 là Việt Nam lúc đó mới đang có trên con đà phát triển. Và sau cái hội nghị APEC này thì Việt Nam đã tiếp cận được với nền văn minh khác nhau. Cũng phải cảm ơn APEC bởi vì APEC đã đem lại kết nối giữa các nước với nhau. Rất là cảm thấy tự hào là mình cũng đã góp một cái phần nhỏ bé của mình để đóng góp cái phần thành công nhất cho cái đại hội APEC ngày đó. Tôi không thể quên được ngày đó, đó là ngày 23 tháng 5 năm 2016. Mình không nghĩ là ông đến quán mình, tại vì quán mình nó quá bình dân. Tổng thống chắc là vào khách sạn chứ vào thì quán bình dân. Bình thường như thế nào thì ngày hôm đấy Tổng thống ăn y xỉ như thế, không có khác biệt một chút gì cả. Con gái cô có hỏi là ngài thấy món ăn của tôi như thế nào, thì ông đã giơ tay very good. Đây là đây vẫn bức ảnh vẫn còn đây đấy. Từ khi sự kiện diễn ra 5 năm rồi nhưng mà cái cảm xúc của mình vẫn cứ như ngày nào như là mới xong ấy.